Hello mọi người, hôm nay Mai sẽ mời mọi người ăn mây Indo nha. Lần đầu tiên Mai ăn luôn và thực sự là cái này là hồi nãy Mai có nhờ mẹ bóc giùm á. Nếu mà ở đây có chị em nào có hội chứng giống Mai có nghĩa là sợ nông sợ gai này. Mọi người nghe cái đó là gồng gợn hết da gà da vịt. Mình sẽ chấm với muối. Mọi người, mình muốn ăn muối tôm hoặc là muối chay gì đó, mọi người bấm xuống dọa hàng mua giúp em nhé. Có vị chát chát nhỉ, thơm mùi khó mít á. Chua chua ngọt ngọt. Chua chua ngọt ngọt và thơm mùi mùi cái quả quả mít đực á mọi người. Hột hơi to nha. Hột hơi to. Hạt muối nha mọi người. Rất là giòn thơm, chấm chay cây là hết sảy luôn á. Thật ra hương vị rất là ngon. Nhưng mà nhìn hình hài á, với lại hột to quá. Nói chung là bớt nông bớt gai và hột bé lại là 10 điểm xuất sắc. Mắt em bị yếu ấy mọi người. Em đang ngồi ở ngoài trên ban công á. Nắng nó táp vô không có mở to con mắt ra được. Ngon nha. Chút xíu em sẽ xuống nhờ mẹ bóc thêm và ăn. Đây. Mọi người coi kìa. Quay sợ không?